đầu của bài chạy tay của cụ đồ diễu thì mới đọc theo thầy vậy được không? Dạ thưa thầy, đó là một cậu bé chăn trâu đó thầy. Mấy ngày nay khi mà thầy dạy học á thì có một cậu bé chăn trâu đến học lớn á thầy. Cậu bé chăn trâu hả con? Tội nghiệp nó, vậy mời nó vô đây coi. Con kính chào thầy. À, thầy chào con. Con là cậu bé chăn trâu á hả? Dạ. À, thầy ơi, con ngồi. Con có học được gì đâu, thầy kiểm tra thử coi. Có quyển sách đó là đặt ngay giữa chiếu đó, con đọc mấy chữ thật to thầy coi coi. Dạ thầy, nhất tổ với sư, bán tổ với sư. Đọc lại lần nữa thầy nghe coi. Dạ thầy, nhất tổ với sư, bán tổ với sư. Có nghĩa là gì con? Có nghĩa là một chỗ là thầy, nửa chỗ cũng là thầy. Thầy dạy con một chỗ cho nên con phải gọi thầy bằng thầy. Mà thầy dạy con nửa chỗ thì con không phải gọi thầy bằng thầy. À, ai dạy mình dù nửa chữ cũng phải gọi bằng thầy hả con? Rồi, đó là truyền thống gì hả con? Dạ thầy, tôn sư trọng đạo. Có nghĩa là gì? Dạ thầy, có nghĩa là tôn kính và yêu thầy của mình. Đây là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. À rồi, thầy mời con đứng dậy. Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Thầy mà con đứng đây mấy tuần căn vừa rồi, thầy dạy cho con về những án hùng văn, dạy cho lớp ta về những án hùng văn của những bậc anh hùng dân tộc đã không đánh giặc ngoại xâm, giặc phương Bắc, giặc Trung Quốc xâm lược nước ta. Thấy con có khổ không? Có rồi. Con đọc cho thầy nghe bài Tiên Ngôn Độc Lập đầu tiên của nước ta coi. Dạ ông thầy, đây là bài của Lý Thường Kiều. Sáng tác ra để đuổi giặc Trung Quốc và giặc ngoại xâm. Lý Thường Kiều có công phá tống Minh Chiêm, hải bằng tiếng sông Nô Huệ. Lý Thường Kiều đã sáng tác ra bài thơ để đuổi giặc Trung Quốc và giặc ngoại xâm. Ở giữa đêm khuya, Lý Thường Kiều mới cho người lính của mình trèo qua hoa để ngồi con chúng nó và ông chúng hát. Đọc bài thơ như sau. Nam Quốc Sơn Hà Nam Tiết Cương, tuyệt nhiên bình thuận tại Hương Hô. Như hà nghìn lỗi lai sông Vạn, nhổ đẳng hành xa hữu bế ngô. Nghĩa là sống với nam nhân mới ở, gần gần bình thuận cả xa trời. Có sao lũ giặc sang sông Vạn, chúng ta chỉ bị đánh cơ bờ tan cành quên lá hè nha. Ngày nhất định sự bị đánh tơi bời tan cành, ông thêm quá hẹ vô nữa. Con có một bài bản Tiên Ngôn Độc Lập thứ hai dân tộc ra không? Dạ có thầy. Bài gì và của ai? Dạ thầy, đây là bài Bình Mua Đại Cáo của Nguyễn Trãi. À, trước khi thầy dạy bài này, thầy đã dạy con sơ sơ về cuộc đời của Nguyễn Trãi. Con có thể kể lại cho thầy nghe không? Dạ được thưa thầy. Nguyễn Trãi là một anh hùng dân tộc Việt Nam. Nguyễn Trãi anh vô hùng hóa thế giới. Nguyễn Trãi cũng là một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Chuyện kể rằng vào cuối đời nhà Trần thì có một ông vàng lớn nhất trên thành Thăng Long, tên là ông là tư đồ Trần Nguyên Đán. Ông ta tư đồ Trần Nguyên Đán cùng một đứa con gái tên là Trần Mỹ Hải. Ngày xưa thì không cho con gái đi học, chỉ có con trai học thôi. Cho nên ông Trần Nguyên Đán muốn con gái của mình là có học giỏi. Cho nên ông Trần Nguyên Đán muốn thầy truyền dạy cho con mình, thì đã tìm một chàng trai tên là Nguyễn Phi Khanh. Nguyễn Phi Khanh nhà rất là nghèo nhưng cũng rất thông minh và đẹp trai. Thế là Nguyễn Phi Khanh mới về nhà với Trần Nguyễn Thái, dạy cho Trần Nguyễn Thái rất nhiều và rất tốt. Theo thời gian thì Trần Nguyễn Thái đã lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Kết quả là họ đã yêu thương nhau. Kết quả là Trần Nguyễn Thái đã có bầu. Đứa bé trong bụng của Trần Nguyễn Thái chính là Nguyễn Trãi tài ba của chúng ta. À, và sau đó thì giặc Minh đã có quá xâm lược nước ta. Nó đã bắt chân ra, nó mang về nước đó, nó bắt luôn ông Nguyễn Phi Khanh. Thì Nguyễn Trãi đã chạy theo. Nguyễn Phi Khanh đã nói gì hả con? Yêu chỉ nói là này Nguyễn Trãi, con trai con của cha con phải về để tìm người tài đánh giặc Trung Quốc. Đại giặc qua xong phải trả hồn cho cha, trả hồn cho đất nước. Nguyễn Trãi khóc hồn hộ. Nguyễn Trãi nói là con không ra bỏ cha được, con muốn thương cha, con muốn thương
về và tìm gặp Lê Lợi và hai người đánh thắng xong, chặt mãi xong. Và Lê Lợi đã sai Nguyễn Đãi viết bài bình của đại cáo, và bình của đại cáo sao đọc thầy nghe coi. Nghĩa cốt ở yên chân, quân như phạt trước lo trời bão. Như nước đại diện ta từ chiếu, quán xuân mềm văn huyến đã lâu. Cuối sớm bồi cội lỡ chia, phong tục tất nào cũng khác. Tôi chữ lên lấy chồng nói về xin nàng là bậc. Cùng tháng đều tốt vi, mãi tên mình cứu một phương. Tìm mệnh nếu đừng có cốt khác nhau, xong nào ghét đời nào cũng có. Khi mà yếu từng chủ khác nhau, sống hào kiếm đời nào cũng có. Thôi thì nhân dịp năm mới con hãy đọc tặng với cô một bài thơ đi, hay là một kết thúc nha. Dạ. Là bài học đầu cho con của nhà thơ Đỗ Trung Vương nha. Dạ. Rồi con đọc đi. Quê hương là gì thân mẹ mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì thân mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Để lên tặng sách vở cho cháu bé 4 tuổi. Mời cô Thanh Phúc.